mấy cái đường này nè, này là tao vô tao lấy ba cái măng le để con hịch á. Cái núi cậu là trên này nè, núi cậu dầu tiếng mà chỉ có nhiều biết cái đó luôn á. Đây đường lên núi cậu. Cái đường này nó mát, trưa mà gần giỏng này ngủ ngon ha. Giờ mày chui trong đó gai góc không đủ mũi chứ. Vô đó mũi cắn thấy. Mũi cắn thấy bà luôn chứ không phải giỡn đâu. Cái đường này nó rộng hơn này như lên rừng nè. Nó phải núi không rừng là gì nữa. Đúng rồi, núi nó hụt về rừng rồi. Mà phái cảnh này đẹp. Đó, này. Phái cảnh này là con cái cảnh nó đẹp không? Nó mát. Đây thì băng qua họ qua suối Trúc. Chứ lạ qua bên Tây Ninh nó cũng gần. Đúng rồi. Đây có cái chùa. Ồ, Thái Sơn. Chỗ này là mình lên lên núi rồi không? Cái cổng nãy là nó vô là nó không cho du lịch, không cho ra đi thẳng, nó bắt nó đi đường vòng, còn du lịch nó được đi thẳng. Còn cái một cây số nó tới rồi. Đúng rồi. Má cảnh ai có quay á. Cảnh nó mát đẹp thiệt chứ. Mát ha. Đâu vậy? Núi cậu dầu tiếng. Mình đã tới chùa Thái Sơn núi cậu dầu tiếng rồi nha. Dưới đó anh ta bán hàng quá trời luôn. Rồi con đi số này nè, rộng quá nè. Này hết chùa hết thêm núi cậu. Ngày 6, 25 tháng 2 nha. Căng thẳng cua lửa coi chừng phốc quả này. Rồi tiền đô mày hỏng đâu cho tao đi sao? Trong dài mày, để đưa hên nè. Hỏng luôn mẹ. Đưa hên nửa tháng đi, cho tao hên nửa tháng đi. Kiếm tuần có mới nha. Lên cũng như này cũng vắng. Cái bữa nó đông nghẹt luôn. Đây này cũng vắng, cái bữa đông lắm nha. Thì mấy ngày nãy buồn hiu à, nó quay à. Nói cậu vô tiếng nha. Ở đây không có gì lớn. Vô là nhớ xưa Thằng Thành Đình lên tới đây. Thằng Đình vừa dê xe vô thì Thằng Đình Nguyện vừa dê ra. Ta đến góc đầu, ông không thấy bấm xe, bấm xuống xanh ra. Trong khi đó ông cũng đi xuống xanh. Đây là lên núi nè các bạn. Đây là đường leo lên núi. Vô chính ngà.
Đây chú mười mấy tượng ha. Vô qua mấy ông này mới vô qua được. Vô phải đánh trước mấy tay này trước. Ừ. Không ngồi đi không ngồi. Đi bộ lên núi chứ đi không nổi đâu ha. Đi chút mệt chết. Này là hộ chuyện gì không biết luôn. Trong đó hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Vậy giờ chỉ còn có đi bộ leo lên núi thôi, mình đi không nổi đâu. Núi đó nè. Ờ. Sao đi nổi. Bỏ vậy. Thôi có tiền đi xe ôm lên ha, 50 ngàn người. Lên xuống. 2 người 50. Thì 2 người 50 lên không, xuống lên 100. Nắng không cao. Giờ xuống bắt đầu đi về nha các bạn. Đây người ta bán đầy đủ các bạn, mình xuống nè. Giờ mình xuống mình về nè. Bán tràn lan luôn. Bán gì cơ? Đây. Thì sao gì cao? Không có hai vô ấy. Nhiều hũ vậy? 30 mua mẹ hũ đi. Để dành phỏng lửa thôi. Không lẽ giờ tao phỏng mày không cho tao miếng. Mua vàng hả? Chị chị kìa, đây xuống giờ. Đây măng le không ha? Mua măng le đi. Thôi. Tao có ăn đâu. Tao đâu ăn mấy cái đó. Lên đường lên xuống dẫn bán này nhóc. Cái quá trời luôn hơn các bạn. Yeah.